Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái miếng dán từ tính mới mà các bạn có thể chỉ cần rất là dễ, các bạn đặt vào là nó hít vô, không cần phải khó khăn gì hết, cũng như cũng không sợ bị dán hỏng đó. Với lại là cái miếng dán này là miếng nó nhám mờ, các bạn có thể sử dụng được bút Apple Pencil. Những bạn mà thường xuyên mà vẽ hoặc là bạn không thích nó bóng hay là bám dấu vân tay, ví dụ như cái này là đang bám vân tay nè. Rồi ha, mình sẽ giới thiệu với các bạn cái đó. Đây, một sản phẩm rất là mới. Cái này là của hãng Wigu, chính hãng nha các bạn. Nó như thế này đó. Thường lúc trước là những bạn thích mờ thì các bạn sẽ dùng là miếng paper fly, nó giống như là một miếng giấy để chúng ta vẽ, nó sẽ có cái độ mượt, nó không có bị trượt á. Bây giờ là các bạn có cái miếng này nó dễ hơn, là tức là các bạn vẫn có thể sử dụng miếng cường lực. Tức là bạn nào thích không thích xài miếng dán cường lực thì các bạn có thể ụp cái này lên luôn. Còn nếu như các bạn nào sợ vỡ màn hình dán cường lực rồi vẫn có thể sử dụng được cái này. Đây là họ cho cái gói để cho chúng ta có thể xé ra, bên trong nó có những cái dụng cụ để lau. Rồi, cái này là cho một cái khăn. Khăn này rất là đẹp nha các bạn. Khăn không sợi, nhìn rất là đẹp, xịn sò. Rồi, cái điều đầu tiên mà trước khi các bạn ịt cái đó lên thì các bạn phải lau sạch cái màn hình này. Ồ, cái khăn này lau rất là đã các bạn. Đó, thì cái iPad này là cái iPad đã được dán cường lực rồi. Đó, mình đang lau. Đó, mình lau sơ qua thôi là nó đã sạch rồi nè. Phải nói là cái khăn này là cái khăn tuyệt vời luôn, mình rất là thích cái khăn này đó. Rồi sau đó các bạn chỉ việc đặt cái miếng này lên thôi đó. Cái này nó có hai mặt, cái mặt này một mặt nó sẽ có một cái gờ cao, thì cái mặt có gờ cao các bạn để nó lên trên, còn cái mặt phẳng hơn, mỏng hơn thì các bạn đặt xuống dưới. Các bạn lưu ý là các bạn cũng nên lau cho nó sạch cái miếng dưới này đi ha. Nếu mà các bạn lỡ cầm vào trong bên trong nó dính dấu tay hay gì đó thì các bạn lau sạch đi. Rồi, sau khi các bạn lau sạch, các bạn chỉ việc cầm hai bên cạnh này thôi, hai bên cạnh giống như mình, để một ngón tay cái ở phần chỗ này, bạn sẽ để vào bắt bạn cầm. Nó rất là dễ nha. Đó, bạn cầm cho nó vừa vặn bốn góc hết là tự nó hít vào. Rồi xong. Đó, như vậy là xong rồi đó các bạn. Các bạn cũng thấy được là rất là dễ đúng không? Thế là mình canh chưa chuẩn lắm nè, mình đặt qua để nhanh nè. Các bạn mình nhìn thấy cái phần mà nó khoét cái lỗ chỗ cụm camera và Face ID cũng khá là chính xác. Cái miếng này là miếng mình đang sử dụng, là miếng cho iPad Pro 11 inch, sử dụng chung cho iPad Air 4 và Air 5 10.9. Đó, thì sau khi các bạn đặt vào nó hít vào rồi, các bạn có thể thấy nó không bám dấu vân tay, những bạn có thể vẽ là vô tư luôn đó. Bây giờ mình sẽ mở thử lên cho các bạn xem cái độ trong và cái độ mượt ha. Đó, nó hoàn toàn là cũng không ảnh hưởng gì hết, mình thấy nó rất là mượt đó các bạn. Đó, các bạn thấy không, chi tiết nó vẫn là rất là nét, không ảnh hưởng gì đến cái phần hiển thị của màn hình. Và cái miếng này nó sẽ giúp cho chúng ta có cái độ bám tốt, cũng như là không bị dính dấu vân tay. Các bạn vẽ bằng Apple Pencil thì có những cái phần mềm này, các bạn vẽ nó sẽ tốt hơn là các bạn không sử dụng cái miếng bám. Tại vì các bạn khi mà các bạn dán cái miếng cường lực trong thì nó trơn, có thể nó sẽ bị trượt, các bạn vẽ nó sẽ bị trượt, nét nó không có được đẹp và nhạy như là khi các bạn dán cái miếng paper line lên. Còn bây giờ các bạn cũng không cần paper line gì nhiều, các bạn có thể mua cái này in vào, không thích các bạn lột ra dễ dàng tái sử dụng được. Đây, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem. Đây, để vào website của mình đây. Đó, các bạn thấy độ mượt của nó không? Rất là đẹp, không ảnh hưởng gì hết ha.
cực kỳ đẹp luôn, chút ngon lắm mà rất là đẹp. Wow, tuyệt vời. Rồi, nếu các bạn không thích thì các bạn có thể gỡ ra cất đi. Các bạn gỡ thì các bạn chọn một cái góc nào đó các bạn dở lên thôi. Ví dụ như thế này, dở ra bình thường, cất vào lại. Rồi khi nào các bạn xài các bạn lại lấy ra các bạn lau, không ít đọc nó lên. Rất là đơn giản ha. Ok. Rồi, cái sản phẩm này thì có sẵn cho iPad E4 5 10.9, iPad Pro 11, tất cả các đời, iPad Pro 12.9, Gen 3, Gen 4, Gen 5, tức là mấy cái bạn mà có Face ID á, iPad Mini 6, iPad 9.7 và iPad 10.2 hình như có luôn. Các bạn có thể đặt hàng qua Facebook Alovender hoặc là hotline 0818002407, có Zalo. Bên mình sẽ free ship. Cái này thì rất là dễ thao tác đặt vào, cho nên là các bạn có thể hoàn toàn tự mua về, tự để lên bình thường, không cần phải khó khăn mà cũng không sợ bị hư hỏng gì hết. Bên mình ship thì cho kiểm nha các bạn. Ok. Rồi, xin cảm ơn các bạn.